Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Đài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 dự đoán năm nay bạn may mắn trong sự nghiệp, hầu hết mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Vào năm Canh Tý thì bạn sẽ có cơ hội bắt đầu một doanh nghiệp mới. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này. Không bao giờ đánh bạc khi bạn thiếu may mắn. Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp, giúp đỡ từ những người có điều kiện tài chính, có thể có vấn đề về dạ dày vì lịch làm việc bận rộn. Hãy tham gia các hoạt động từ thiện để giảm bớt xui xẻo và có một năm bình yên ở phía trước. Mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nạp âm ngũ hành là kim và kim. Phần lớn là người nhanh mồm, nhanh miệng. Khi còn trẻ thì công việc không ổn định, về già tài lộc sẽ đắc vận. Năm 2020 Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, khiến cho năm nay kim khí quá vượng, bản mệnh có thể liên quan tới các bệnh về đường hô hấp. Nhâm dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm này, những người tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc cũng như là tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông hơn. Ngoài ra thì năm nay dễ bị áp lực đến từ gia đình, làm cho họ cảm thấy phiền muộn không thôi. Nhưng chỉ cần tích cực đối mặt với cuộc sống, áp lực cũng sẽ trở thành động lực bảo vệ gia đình. Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để cân nhắc đầu tư bất động sản, sử dụng vòng tam hợp quý Nhân Dần Ngọ Tuất và kim bài Thái Tuế để hóa giải vận hạn cũng như tăng cường may mắn của năm 2020. Tổng quan về vận hạn của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, năm Canh Tý. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nam mạng trong năm 2020 là 59 tuổi, bị sao Thái Dương chiếu mạng, hạ Thiên La và vận niên Thổ Lộng Nguyệt. Sao Thái Dương đem lại sự may mắn, tốt lành, phát triển về công danh, an khang, thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, còn nữ lại hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Hạn Thiên La chủ về sức khỏe và tâm lý. Người gặp hạn Thiên La thì cần phải đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên, cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Thố Lộng Nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc đến nay tự nhiên gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt được khoa bảng, xin việc hoặc là thay đổi công tác, được nhận vào chỗ tốt, đang thiếu người. Gặp được bạn tốt, có tin vui trong gia đình, tiêu pha thì tốn kém nhiều, cho vay mượn thì khó đòi, hạn chế đến nơi tiệc tùng và ăn uống. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mạng trong năm 2020 là 59 tuổi, bị sao Thổ Tú chiếu mạng, hạn Diêm Vương và vận niên Thố Lộng Nguyệt. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra thì cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền bất an. Hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với phái nữ. Đặc biệt đối với những người mang bầu sinh em bé thì hạn chế đến sức khỏe thai sản và thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đau ốm nếu không chữa trị kịp thời hoặc là chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi. Tuy nhiên đây là một năm tuyệt vời đối với mọi người. Nếu không mắc phải bệnh hoặc là chữa trị tốt thì năm nay làm ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, vạn sự phát tài. Thố Lộng Nguyệt là thỏ vờn trăng, báo hiệu một năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bế tắc thì tự nhiên gặp may mắn giải quyết được nhanh chóng và suôn sẻ. Thi cử dễ đoạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác được nhận vào chỗ tốt, đang thiếu người. Gặp được bạn tốt, có tin vui trong gia đình, tiêu pha tốn kém nhiều, cho vay mượn thì khó đòi, hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. Về phương án kích hoạt công tài lộc cho các gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất,
Hợi, Sửu tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Bính có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Đinh như là Đinh Tỵ 1977, Đinh Mão 1987, Đinh Sửu 1997, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc dần ngọ tuất hóa hỏa vào các tháng dần mão thìn tỵ ngọ dậu, tức là vào các tháng 1, 2, 3, tháng 4 và tháng 4 nhuận 88 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hành thông thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi Tuất sẽ chọn ngày hoặc giờ là Ngọ, và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với mệnh chủ tuổi Ngọ sẽ chọn ngày giờ là Tuất. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc thì mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi Thiên Lộc sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh cho chồng con. Tuổi Thiên Lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Tân Hợi 1971, Đinh Hợi 2007, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi 1995. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001, Ất Tỵ sinh năm 1965, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão sinh năm 1987. Do Dần Thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh sẽ cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Ngọ. Nếu tiến hành, cần có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Dần Hợi thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi Sửu thì sẽ trong trường hợp này thì sẽ rất là cát lợi. Về tuổi Thiên Mã, tuổi Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Nhâm Dần sinh năm 1962 là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Nhâm Thân 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980, Mậu Thân sinh năm 1968. Vị trí cung tài lộc: Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn giữ sạch sẽ, không để những vật dụng nhiều âm khí uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại phương vị này trong văn phòng và cửa hàng của nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng để khai sơn lập hướng cần phải xem xét tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai và có hợp với trạch đất của nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 canh tí thì gia chủ 59 tuổi, theo cách tính kim lâu từ trước tới nay, trong năm này mệnh chủ sẽ không phạm phải kim lâu. Năm 2020 canh tí, gia chủ Nhâm Dần sinh năm 1962 là 59 tuổi nên không phạm phải hoàng ốc. Xét đến tam tai thì nam mệnh gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 62 cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay là năm canh tí, theo cách tính tam tai thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên, nếu có xây dựng mới, gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 nam mệnh sẽ có thể đứng ra tự động thổ cho trạch đất nhà mình.
Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần phải tiến hành tìm cách phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Và tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí tương ứng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Với nam mạng Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ thuộc cung Khôn Thổ, xếp theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất Tây Tứ Trạch, đó là hướng Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Cần phải tránh bốn hướng xấu của Đông Tứ Trạch, đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ là cung Tốn, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của Đông Tứ Trạch là Đông Nam Phục Vị, Nam Thiên Y, Đông Duyên Niên, Bắc Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là Tây Bắc Họa Hại, Đông Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Lục Sát, Tây Nam Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái lạc khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc, nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim tượng quái là đoài, phạm cùng tuyệt mạng, có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm vào lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị, rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hướng Diên Niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần phải chú ý chọn cho mình các hướng hợp với nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc có thể được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Kích hoạt tài lộc cho năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh. Các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm, nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau, nên các vị trí này sẽ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt.
Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thờ thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn thành công cho việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh. Và thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình, gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt, chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân theo quan niệm của người Đông Phương. Đó là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn thịnh vượng trong việc công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Ngọc ngân thì còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại đem đến không khí trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy là mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Cuối cùng thì việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an, may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích, đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng với đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.